Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Giáp Thìn 2024, theo Bộ Công Thương hiện nay, các doanh nghiệp trong cả nước đã chủ động tăng lượng hàng hóa phục vụ mùa mua sắm cao điểm. Theo Bộ Công Thương, năm nay các doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nguồn cung những mặt hàng thiết yếu từ rất sớm với lượng hàng dự trữ tăng từ 10 đến 20% so với cùng kỳ năm trước tùy mặt hàng. Nhằm kích cầu tiêu dùng, các doanh nghiệp bán lẻ đưa ra các chương trình khuyến mại như ưu đãi lên đến 30% cho các sản phẩm được tiêu thụ nhiều như thực phẩm đồ khô. Cùng với đó, trong giai đoạn trước Tết Nguyên đán, các loại giỏ quả cũng được bày bán với mức giảm giá hơn 20%. Bộ Công Thương dự báo sức mua hàng dịp Tết sắp thìn năm 2024 có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước và khó có thể xảy ra biến động mạnh về giá. Bộ cũng sẽ có những đoàn kiểm tra liên ngành xuyên suốt để kiểm tra nguồn gốc thực phẩm, giá cả hàng hóa thực tế và đăng ký đảm bảo bình ổn thị trường.